Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 5 năm 2017, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Đắk Mâm vừa tổ chức tổng kết nhằm đánh giá kết quả dạy và học năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học tới. Đồng thời biểu dương khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đắk Mâm cùng đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Ban Chấp hành Hội Cha mẹ học sinh đã tới dự. Năm học 2016-2017 được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ giáo viên học sinh, sự quan tâm phối hợp của cha mẹ học sinh, nên công tác dạy và học của trường Trung học Cơ sở Thị trấn Đắk Mâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đối với giáo viên, hầu hết các đồng chí đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình trong công tác, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2016-2017, toàn trường có 100% cán bộ công nhân viên chức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó có 24 đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tặng danh hiệu lao động tiên tiến, 3 đồng chí đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1 đồng chí danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đối với học sinh, toàn trường có 632 em học sinh học tập. Nhờ phấn đấu rèn luyện tốt nên trong năm học qua, toàn trường có 590 em đạt hạnh kiểm tốt, chiếm 93,35%, 38 em hạnh kiểm khá, chiếm trên 6%. Về học lực có 139 em đạt học sinh giỏi, chiếm gần 22%, 265 em đạt loại khá, chiếm gần 42%, 215 em đạt trung bình, chiếm trên 34%, học sinh yếu kém chỉ còn hơn 2%. Về chất lượng mũi nhọn, thông qua các kỳ thi học sinh giỏi, năm học 2016-2017, học sinh nhà trường đạt 2 giải cấp quốc gia, 34 giải cấp tỉnh, 200 giải cấp huyện và 35 giải cấp trường. Ngoài những thành tích đạt được trong phong trào dạy và học, năm học 2016-2017, nhà trường đã phát động nhiều phong trào và hoạt động thiết thực ngoài giờ lên lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh, phát triển phong trào thể dục thể thao. Đổi mới sinh hoạt dưới sân cờ có chủ đề gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước. Với những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017, trường luôn giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu trong bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Nhân dịp tổng kết năm học, ngoài phần quà của đơn vị từ thiện tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó và học sinh đạt giải quốc gia, Ban giám hiệu nhà trường đã trao giấy chứng nhận, giấy khen phần thưởng cho các em đạt học sinh giỏi các cấp, cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và học sinh giỏi toàn diện của trường.